cái gì phải từ từ. Ôi các bạn nhóc luôn rồi. Ôi gớ chân cái gì. Các bạn. Hả? Dùng cái lóc chảo. Ôi dùng con cá nữa. Cá lóc. Lóc hai đứa bự rồi. Tép. Tép đi nhờ. Ôi dùng cái lóc nữa. Ôi cái lóc. Con lóc nữa nè. Ôi không ngờ luôn nha. Hai đầu được hai con luôn. Cái này nhiều hơn kia nữa. Mình xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Quế Lóc. Chào một chút cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Thì hôm nay ông xã Nguyệt ra dọn lại cây mận cả nhà. Quá trời luôn ông ơi. Ủa anh làm gì anh? Không gài, không có để ý cả nhà. Tại vì dự định là năm tới nó mới có bông mà giờ bông nhóc hết trơn rồi. Ủa anh làm gì này vậy? Hả? Làm gì này vậy? Này vậy? Ờ này anh ghép đó. Ghép gì? Anh ghép cây mận trong kia qua nè. Vậy đó hả? Ghép thử anh dính. Trời sao sao em tưởng nên bọc trái không? Qua đây quay giống nhà coi bông nhóc luôn nè. Cái cây này nãy ông xa Nguyệt nghe ông xã nói là có bông. Ủa anh thấy nó ra trái non đâu rồi ta? Chỗ nào đâu có quên. Bông cho nên Nguyệt ra quay khoe với bông cả nè. Nhà bông nè cả nhà nè bông này là mận nè, mận phước. Gì anh Phước này đây nữa nè cả nhà. Anh thấy con đùm trái non nằm đâu nữa? Trái non hả? Cây nào ta anh ơi? Cái nhánh này nó muốn chết rồi nè. Đâu nè, rồi bị sâu ăn. Bị sâu ăn nhá, sâu ăn mới nhớ cả nhà. Tự nhiên nó chết nhánh buồn. Vui nhưng mà buồn. Thì hiện tại giờ thì khoe niềm vui cho cả nhà xem ha. Cho cả nhà vui thì, trước thôi, cho cả nhà buồn sao. Mận Nguyệt chồng thì cũng đã có bông và chuẩn bị xuống trái. Bên đây đùm nữa nè. Đây gặp đá luôn. Đùm nào đùm bông ở đây bự à. Cái này thì chừng nữa mình ra trái á. Mình bọc lại. Đây nè, bông này gần nở. Có bông hay trái? Bông, nè gần nở rồi nè, búp búp rồi. Ha nè. Bông. Nhánh này bị sâu ăn nữa nè. Tỉa bỏ. Cái tèo cho cái nhà coi mấy cây này nó nhiều nè. Anh thấy có cây nào nó có được cái này. Đây. Ờ, trái cây nào nè. Trái này cả nhà. Đâu có hay cả nhà. Thấy hết hồn vậy. Anh thân cây mận thấy gì trắng trắng mình có cần. Không mò đó, anh thấy dọn nhánh lồng ra trao trống nè. Đằng dạ. Bông nữa nha. Nè. Mà đó mình dọn là nó chết cây á. Nè bông nè. Một đùm bông nữa. Không cây này có cây đầu này nhiều. Nè tinh buồn của tèo này cả nhà. Tinh buồn để hồi tèo tâm sự cho cái nhà chút xíu. Kì. Nè em vô em coi cây này bông nhiều nè. Đâu. Nè. Cái nhà coi nè. Đang đùm nè ha. À. Đó đang đùm. Nè dưới này nè. Cây mận ô xà dữ quá trời cả. Đang đùm, đang đùm, đang đùm ha. Bên đây nữa nè, bên đây một cống bên đây nữa nè. Nè. Chuẩn bị ra trái. Đó. Cái cây này nó tốt mấy cây kia á nha, cho nên bông nó ra nhiều. Sung hơn ha. Thầy dọn nhánh lồng qua trong lồng cho. Cây này nó không ít bị bu nè. Ít bị con nào bu nè. Đây đùm mà không thấy nữa nè. Nè, đây đùm bự, đây đùm nhỏ nè. Nó không bị con mò trắng trắng nó đeo. Nè, gà trái hai bé thích lắm. Rồi, đi qua đây cho nó còn lùn á, dễ hái. Rồi, nhà xem tinh bù. Chanh. Quá trời cái dâu tầm ở đây nó chín này. Qua đây. Qua đây chết con dâu tầm ăn này cả nhà. Cũng khiếp thiệt. Hồi nãy em thấy ba bốn con chim nó bay lên luôn. Nó trái vậy chứ nó không có trái tím. Chim ăn trơn hả? Ủa chim ăn nó bể hay gì mà nó đen đen nè anh? Cái trái tím tím đó là chim nó rứt cái trái này. Không phải nó rứt làm như nó bể hay gì á. Đen dính lá nè. Cái này ăn cũng ngon lắm cả nhà. Trái còn mấy trái này cả nhà. Để Nguyệt bẻ mời cả nhà ăn nha. Nguyệt mời cả nhà ăn dâu tầm ăn nha. Còn chín nhóc luôn hả? Hôm qua bên đây nè. Cái cạnh này trái nhiều hơn cạnh đó. Ngọt quá cả nhà. Trái nè. Trái này là dâu tầm ăn rồi mình trồng là trái thiên nhiên ha. Ồ trái nó đùm đùm nè. Hết bị trái luôn cả nhà. Cái gà nó chồm chỏm gà giống giống như chôm chôm á. Hồi nhỏ anh thích ăn cái trái này. Lắm. Hồi nhỏ đâu có đâu ăn. Cây dâu tầm này chỗ tèo cũng hiếm lắm, ít ăn trồng lắm cả nhà. Hảo Quy á. Hảo Quy thích ăn cái gì? Tèo xin được 2 cây. Trồng 2 cây bên, Hảo Quy 1 cây. Tí Quy 1 cây. Mà cô chú anh chị nào chắc có xem mấy clip trước của tèo lúc mà tèo còn cất nhà ở đây đó, lúc mà còn cái nhà lá đó, là cái nhà coi chắc biết mà lúc tèo mới trồng nó hai cây bên đó,
cái xong cái tàu dọn cái đường đi đó, cái tàu bứng nó ra, Đạt nó cho cột chèo luôn. Đạt nó anh Tú xuống làm tiếp đó. Mình bứng đang cho sáng múc đi hay gì á? Bứng ở sáng nó vô ngay chân luôn đó. Sáng múc đi á, sửa đất á. Không phải sáng múc, bứng làm đường đi. À. Ừ. Lúc mà mình làm đường đi ra nhà bếp đi đường bên đây còn cái mương đó. Ừ. Cái bứng cái cho anh Tú gì cả, anh Tú nói cái này ngâm rượu ngon gì đó. Ngâm rượu ngon á. Bứng cây cho anh Tú trồng giờ còn đó, lên thấy còn đó. Mà trồng trong gạch nó không được lớn. Mèn ơi, trái. Thằng nắng này ăn ngọt nha. Ừ. Trái từ gốc tới đỏ. Anh thích ăn ngọt thì anh ngọt thôi, chứ Thảo Quy là nó ăn trái đỏ hơn. Chứ trái tím đen nó không ăn đâu. Rồi má, đi qua. Nó thích chua chua ngọt á. Mua anh kia tâm sự chuyện buồn cho cái nhà coi chút. Được. Anh buồn ở đây. Buồn hết sức luôn cả nhà. Đi luôn mà. Trời. Cây mận này là thầy mua một nhánh là 80 mấy ngàn đó cả nhà. Mận này là giống mới cả nhà. Giống mới luôn á. Cái hổm gài á, con sâu nó ăn gốc mà thầy không có hay. Tới tèo phát hiện này nó sụ sụ lá, nó nói, ủa bị gì vậy? Mình cũng tứ mỗi ngày á là mau lớn mua một chục nhánh, nhưng mà cái cây này chỉ trồng cây này trống ngoài này thôi, còn mấy cây kia thì trồng xen vô cỏ á. Thú tới gốc luôn nè. Mấy cây kia thì nó chỉ bằng phân nửa thôi, tại vì cỏ nó hiếp nó không có lớn được á. Trời, tưới cây này nó tốt, mười ham mười tứ mỗi ngày luôn. Cuối cùng giờ nó vậy nè. Cây này mà nếu mà không bị gì là có thể năm tới ra trái. Cái lậu này nó có trái sớm lắm cả nhà. Ba cái mận nó ra bông mừng thì mừng, nhưng mà không bằng cây này buồn hơn. Cây mận đó hình như giống An Phước hả? An Phước mận nó mận thường. Còn mận này mận gì không biết luôn. Mận này mận gì giống mới nè. Giống mới nhưng mà chỉ có nghe một lần rồi cái không nhớ nữa nha. Thấy cũng có ăn thử được có nửa trái thôi, là ăn thử rất là ngon luôn. Tại vì mận mới ra rồi thị trường ta bán hơi cao á. Nói chung là ở chợ Nguyệt Hường không có bán luôn đó. Có đâu, mận này giờ nó bán siêu thị mà chứ ngoài chợ. Nghe nói siêu thị mà trên phố á. Rồi vườn ta nhân giống người ta mới trồng. Rồi thấy ngon đó thì anh với anh Mập mua hả? Rồi trồng. Anh Mập cũng có trồng nữa. Anh Mập có chồng cũng chưa có nha. Trái nữa. Mít này ra bông rồi. Này mít này thì sơ vàng ruột đỏ. Nó không có trái cho nên nó lớn gấp đôi cái mít Thái nha. Không, mít này nó ra trái trễ mà. Biết rồi, ý là nói là nó ra trái trễ cho nên nó bự á. Nó to rồi nè cả nhà. Còn mít đằng đẵng thì không bằng con nữa. Cái gốc nó bằng cái đọt à. Tại vì nó mang trái hai vụ rồi. Sáng thì báo cho cả nhà tin vui tin buồn lẫn lộn. Rồi, nãy giờ thì cũng mần xong công việc trơn đó nha. Sáng thì cũng như thường ngày cho bò cắt cỏ cho bò ăn, rồi xong rồi cho chó cho mèo cho gà đồ ăn. Bây giờ đi hôm qua Tèo có mua thêm một cái 12 cái ngục. 12 ngục mà loại dày ở cái nhà ăn đặt thép gông. Khai trương luôn hả? Khai trương luôn, khai trương ngày hôm qua. Thì đi dở cho cái nhà coi bữa nay có gì không. Hy vọng là có thép gông nhiều. Okay, tại mấy cái 12 ngục của Tèo, mấy cái cũ đó nó thưa, thép gông nó vô nó ra được trơn à. Rồi bây giờ đi dở. Đi, Nguyệt mời cả nhà theo chân hai vợ chồng nha. Ông xã Nguyệt thì đặt cái 12 cửa ngục ở ngoài này cả nhà. Đó cả nhà. Mấy ruộng ha. Cái cũ nè. Cái đợt kia rồi. Ngay chân mương cỏ. Cái này đặt tiếp tục. Rồi đi vô. Hôm nay là rất quan trọng đối với cái 12 cái ngục đó nha cả nhà. Hôm nay là ngày khai trương nha. Mình hy vọng là sẽ trúng mánh. Lúa thì cái này đang chỗ anh. Chỗ điêu hả? Ừ. Hôm qua ta tranh thủ ta bơm nước vô quá trời luôn ha. Năm nay tính ra cũng mừng cho bà con. Đây, lúa chỗ điêu đẹp ha. Ngay chân lúa cần nước thì nước có ha. Hy vọng là sẽ trúng mùa. Rồi, vô xâm nhập vào đám cỏ này cả nhà. Rồi đây coi sao. Nó thấy anh ơi. Đâu? Thấy luôn. Không?
có không? Im lặng vậy ta. Cái gì phải từ từ. Cái bạc nhóc luôn rồi. Ôi gô chân cái nhà. Cái bạc. Cái bạc. Hả? Dùng cái lóc chảo. Ôi dùng con cá nữa. Cá lóc. Làm hai đứa bự rồi. Ôi. Vậy hả? Cái bạc. Cái ham á cả nhà ơi. Thấy cái đầu là thấy đầu bên đây là trúng rồi đó nha. Trúng rồi. Trời cái bạc nó lội kìa. Trùng trùng lội luôn. Ôi. Ôi mát quá. Cái mùa hai lục trời mới mua cái loại dày nè cả nhà. Ừ. Mà cái đạo thép gông. Thép này ham ha. Cái đạo thép gông mà thép gông nó không vô vô thép bạc không. Mưa này không có thép gông. Dữ lắm rồi. Trời ơi. Cái sao không cỏ cái nhà không xịt thuốc á cho nên nó hay có tép lắm. Em ghê thôi chích lại này chút ừ. Cái mương mà gãy thì người ta xịt thuốc hoài à, ít thôi không có tép đâu. Quá dữ rồi cái nhà. Mương dừa nè, nó thay em cỏ. Để cái lóc nha. Dạ. Bỏ trên. Cái lóc bự quá anh ơi. Ê bỏ bỏ cái kia. Cái nhà gan cái chụp không kịp á, cắn lử luôn. Chúng đã lại cái nhà. Đặt lại nha. Anh lội qua đầu đó luôn hả? Lội luôn. Thấy rồi. Em cảm sao đi phải không? Cá lóc này tung lắm sao mà nó bị sần mỏ hả? Nhào kiếm đường ra ha. Còn không biết có không nữa. Đã đặt là treo cả nhà. Cho có vô cá để nó đừng chết. Chết bạc cái ham cái nhà. Nhà thấy không? Chết bạc trong vắt luôn. Cá vô nè nó không chết, nó ngót được. Có cá gầm nữa anh. Gầm. Ô trong này còn nhóc này luôn nè. Tép hả? Ừ. Cũng gô quá chưa. Còn tẹt nhóc đây luôn các bạn. Kiểu mà nó vô nó chưa kịp lại cái đuôi á. Ừ. Ừ, chưa xuống tới. Ôi, mới gì mà thấy nó bút rồi. Ô, có cua nữa kìa. Ô, đừng cua càng kênh cái nhà. Tép, tép cái nhà ơi. Kia nữa. Ô, còn cá lóc nữa. Ô, còn cá lóc. Còn cá lóc nữa nè. Ôi, không ngờ luôn nha, hai đầu được hai con luôn. Cái này nhiều hơn kia nữa. Rồi, con cá đó nó giọt lắm anh ơi. Bọt tép nè. Con cá đó nguy hiểm nè sao anh? Bẻ lá cỏ bỏ vô cái xô không? Không, 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 em về đi, em đổ cái em sắp, em rảnh liền. Sợ cá lóc nó phóng, nó giọt hết. Không ngờ cả nhà. Úi giời ơi, xíu nữa à. Xíu cái nhà không ngoài nha. Phải không là lứ ở nhà ngoài à. Sao cái tẩm xuống mương. Nè, 1 2 3. Rồi, tới trong luôn. Có phóng cũng không không được xuống mương đâu. Cũng anh đã lại. Không ngờ chắc. Quá trúng. Đúng rồi, hôm nay trúng đậm luôn á. Còn cái bên kia nữa cả nhà. Được tép nè, được nguyên một cặp cá bự luôn. Còn một cái cũ hôm bữa này dở đó. Tại còn để quá. Chưa có nước mát. Bên vườn chuối nha. Đúng rồi, treo cái đuôi lên chứ. Một cá chết. Nhờ treo đuôi chứ không treo đuôi là cá lóc cái queo này vô cái queo. Lúa đằng này dân trúng quá cái nè. Đổ bông, bị bự. Này là chỗ có khoảng 3-4 ngày nó đều. Vụ này thì em nghĩ chắc có giá anh. Cũng một số bà con là sợ nước mặn á. Người mặn người bỏ công á, rồi bỏ của á. Cho nên ta cũng phơi đất, ta không có mặn cả nhà. Đi vòng một cái bên đó nữa nha. Vòng lên cầu trên nữa ha. Sáng dẫn cả nhà ra đồng lúa đang chỗ luôn. Nhìn thấy ham quá cả nhà ơi. Bông lúa nè. Ở bên đây thì hứng nắng cho nên bông lúa mau ra hơn nè. Đẹp hết biết à.
Đi đánh cái vòng quanh cũng gần tới cái lú thứ hai kia nha. Cái mẹ cái ngục đó. Có gì không đây? Không có tôm hả? Có tôm hả? Ôi, có tôm có tép đây nha. Trời, cá dừa gì anh phải không? Cá đầu kiến. Trời, em tưởng cá dừa bự gì chứ. Này cuốn luôn hay để? Này chắc cuốn luôn á. Cuốn đi. Cuốn đi. Tại vì nó hổm đều thâm quá trời chúng. Ôi được con tôm. Cá nó đâm vô cái lưới cái gì kìa, đâm nè. Tông á, nè. Nó chạy bữa rồi bữa đó nha. Đụng tôm càng bự nè. Càng thâm. Con cá đâm nữa thấy không? Con cá đâm ngang hông đó đó. Đó cái đầu kia coi. Gì thấy anh? Thấy vô đựng cái kèo. Kèo hả? Vậy mà em tưởng luôn. Con đá mà nó mới đâm mình. Ừ, thấy em á. Hết chạy rồi đó nha. Nó chạy được. Ừ, tâm kìa. Con đá mà nó đông vô bự không? Con đá dễ lắm, tâm đứa mình đủ rồi. Ui, ui, con tép đó nhà ơi. Cám dừa nhóc. Ui, cám dừa hả? Trời, cám dừa vô trúng tép thì nó no tròn luôn. Cái khổ luôn. Chạy ra cái này cuốn mình kiếm chỗ khác mình đặt vậy đó. Cũng nhiều cô chú anh chị nói là sao mà đặt chúng quá cuốn ổn, nó chạy bữa rồi bữa à, mình để nữa cũng không có nữa. Như cái này chiến trước thì dở quá thì chúng luôn. Cái này có nhiêu đó, cho con cát thôi anh, cho con cát bóng tèo chết con nhỏ đem thảy mượn cát tôm tôm với cá sấu. Sáng cho thả cá sấu lại luôn đi. Cá sấu bự ăn mới được. Cá sấu nhỏ toàn là dãy không à. Dãy nó cứng á. Con tôm mới lớn mà càng bự ha. Tôm càng xanh mà. Ừ. Nè, thôi. Lớn mà càng ổng nè, nóng chóng mặt nè. Hết biết cái càng. Nhìn nhìn người ổng hết muốn nhậu luôn ông này chứ ổng ở trong ổng ở dơ trong kẹt trong hốc. Nhìn hết muốn nhậu luôn. Ai da. Thấy chưa, Thảo Quy mê lắm mà. Thảo Quy mê dính tôm là có gạch khối á. Thôi. Quá trời, cái này trúng quá cả nhà ơi. Tép cũng à, nhiều nữa kia. Mà được cặp cá lóc nữa. Tính ra cái loại mà con cá đâm kìa anh. Tính ra loại mà hay ngục dày đó đặt ngon đó nè. Nữa thầy có mua thì mua loại đó chứ không mua loại. Cái đó anh thưa hơn hả? Cái loại bự hơn hả? Cái này là lòng thông nhỏ nhỏ trọng trọng gọt cho nè. Ừ. Bởi vì con cá lòng tông bự nó đâm vô nó không ra được ha. Nếu mà nó nhỏ hơn là nó ra được rồi đó. Ăn đi đi đập mấy này nhờ lòng tông chứ tép gông rồi đó. Ừ, tép gông. Mà mấy cái đó nó không dính. Mấy cái đó nó không dính mà nó dính. Cá bự không có, ăn muốn bẹt. Rồi bây giờ về thôi. Cho bị chầu, thả đây. Chỗ thành quả cho nó thôi. Cá lóc nó quá trời. Hết có biết rồi. Cua. Cái cua. Ủa hai con đâu mà ta? Cái gì con cua hả? Hai con mà, mất kêu con hai rồi. Con. Hai con. Ủa bò ra. Không lẽ sổ không ra sao? Không biết. Chứ cái xô vô xô đâu bò ra được. Ừ. Cây mương cỏ cả nhà. Ta để nước hoài luôn á. Nè cả nhà. Không có tát gì được á. Cá lóc mà nó vô lờ, nó vô lú là cái mỏ nó chạy vậy nè, nó tung á. Nè, con này cái gì nè. Ừ. Mỏ nhìn thấy hết muốn nhậu luôn. Không sao, khúc đó mình chặt. Tèo thì tèo ít nhậu mà đó ngày nó hết muốn nhậu. Câu nói là câu có câu nói dân gian á nha. Đây thường dùng những cái gì mà nhìn thấy ghê là nhìn hết muốn nhậu. Trời ơi ông kẹp nè. Trời tôm. Tép nhiều quá anh ơi. Này còn xấu luôn. Cái này cũng cỡ cả ký. Cả ký tép. Rồi thì giờ lú về. Giờ vô bếp chuẩn bị nấu ăn. Chào cả nhà.
Hôm nay trúng mánh được hai cái lóc bự cả nhà. Thì cũng có cô chú anh chị comment là nói là sao không làm bánh canh, nấu bánh canh sẽ ngon. Thì mình cũng đã nấu rồi ha. Nhưng mà nghe comment nói vậy cũng muốn ăn bánh canh cả nhà. Nên hôm nay mình quyết định là sẽ nấu bánh canh ha. Còn cái mớ tép thì mần xong rồi để tủ lạnh ha, để dành nấu canh ăn. Đây nè, mình có mua bánh canh nè, cái còn bánh canh ở chợ cả nhà. Như còn bún vậy ha. Nó cũng dai ngon lắm ha. Cái này người ta cũng đã làm sẵn rồi, mình khỏi cần nhồi bột để mình cắt bột ha. Mình có chuẩn bị hai trái dừa khô nè, cũng nặng lấy nước cốt hết này ha. Giờ thì cá này cũng đã làm sạch rồi, bây giờ mình cắt cái đầu ra. Còn cái phần dưới này thì mình luộc, cái mình sẽ lấy xương ra, cắt cái đầu riêng ha. Ở đây mình có bắt một ít nước sôi ha, để cá vô. Cá mình nấu. Mình sẽ để gia vị vô luôn ha. Hạt nêm, ít bột ngọt với đường. Cho nó thấm vô một cái. Chút xíu cá nó chín thì mình sẽ vớt ra. Bây giờ cá cũng chín ha, mình sẽ vớt cá ra. Mình có rửa da, rửa xương ra luôn. Phần đầu thì mình để nguyên. Cá này bự, hai con gần ký lô đấy. Anh đâu có cân hả? Anh vậy anh cân thử. Yeah, gần ký luôn. Dữ vậy. Cá đồng chắc thịt. Thấy cái này cá bự thì mình nấu bún nước lèo nè, không thôi là mình nấu bánh canh, chi nấu cháo cá lóc anh. Ăn một miếng thì nó đáng một miếng không? Ngon. Với cá ra mình sẽ đổ phần nước cốt dẻo luôn. Nấu cho nó sôi mình để bột rồi mình nấu. Giờ phần nước cốt nó cũng sôi ha, mình để bột vô. Phần bột này mình mua về thì mình cắt ra làm hai. Xong rồi cái có rửa qua cả nhà, rửa cho sạch ha. Người bán thì người ta nói mình khỏi rửa tại vì nó có tẩm bột khô đây. Nhưng mà mình ăn thì mình rửa ra. Xong rồi mình quậy nó bột bỏ vô. Bây giờ mình quậy thêm một ít bột mình để vô ha. Mình để bột mì tinh cũng được. Cái này thì mình để bột béo á. Bột người ta để vô nước cốt cho nó thơm cả nhà. Để vô cho nó đặc mà nó thơm luôn. Bây giờ mình sẽ để cá vô ha. Cá mình cũng lấy xương rồi. Lấy xương với mình lấy da ra cho nó trắng vậy. Cái tô nước cốt nhất vô ha. Mình sẽ cho hành với ngò gí vô luôn. Giờ múc ra tô của mình để thêm tiêu nữa. Xong rồi đó. Múc một tô ra trước, xong rồi mình sẽ múc ra chén thịt cá, cá đồng đó. Nó không gã, nó cứng đó. Để nguyên cục như này cả nhà. Ăn mình sẽ cảm nhận được cái mùi ngon sâu sắc ha. Thịt này mình sẽ gắp tiêu lên ha. Rồi, bánh canh gia đình Tèo phải chuẩn bị xong để mời cả nhà ăn bánh canh cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà ăn bánh canh cá lóc với gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà ăn bánh canh nha. Thôi mời bà nội, cha, mẹ, cô chú ăn bánh canh. Rồi ăn hết khẩu quy ăn tiêu không nè con? Canh. Béo phơi ăn tiêu chưa? Quá đen thui luôn à. Rồi cho bà nội. Cô khó cắn để con ăn đi. Kìa yeah, béo phứt cái má nữa nè. Có má kìa. Con ăn con gấp. Má đâu quy, có má bự ra. Ở trong đây cũng có thịt rồi. Mời cả nhà ăn cá lóc nha. Sao má ngon hả? Béo mà thơm. Bé Út nó nói là cái má bự giống hệt má nó. Chị má ăn cá lóc không mà giờ má nó nổi lên vậy đó. Mà cả nhà nghe cá lóc. Trời ơi, tiêu gì mà còn bỏ vô thêm nè.
Rồi, thịt cho bà nấu nữa, cá nhóc ở trong đó. Ở trong chén là cá gì lắm rồi. Chén gỏi dốc con nè. Mẹ để chén cá nữa. Nóng nha. Ăn đầu cá giúp cá vậy. Chờ cá nhóc trong chén nó trơn nè. Hai cá gần ký mà nấu nồi canh này nha. Thịt không. Quá trời đậm đà luôn cả nhà. Dạ. Bữa nay á cha. Thầy kiểu như là mấy tụi con nộp bài toán xong cái thầy sửa cho á. Xong cái thầy sửa mấy câu á nhưng mà chưa đủ 10 câu á, xong rồi thầy sửa thấy còn má. Còn mấy câu kia thì coi chắc chắc. Mấy điểm? Nghĩ 9 điểm. 9 điểm hả? Con nghĩ thôi. Nghĩ hả? Vậy mà nãy mẹ rước cái nói mẹ ơi, con 10 điểm. Dạ, mẹ nghĩ lại là 9 điểm. Nói chung thì chưa chấm bài nha cả nhà. Nhưng mà bé biết nắm trong tay là 9 điểm chắc ăn rồi đó. Tại chơi con nói chuyện với bạn học giỏi nhất lớp, bạn nó cũng giống con. Chứ hai thi chưa? Chiều nay con thi. Chứ hai cũng đang thi giữa học kỳ 2 à. Còn thi lần nữa là đừng nghỉ hè đó. Ngon quá. Chiều bé út ở nhà. Mẹ học buổi. Buổi chiều nghỉ. Một chiều đi nghỉ rồi. Chứ hai chiều đi thi. Bây giờ thầy cũng có xẻ hai dĩa xài. Có xẻ chín xẻ chắc miệng luôn. Cụ lao cho nè. Cái bột xài mình nó mềm ngon quá. Dạ, mềm dai. Cái xài lúc này nó chắc ruột ghê ha. Ừ. Cái xài mà nó không chắc ruột đó cả nhà. Mình xẻ ra bên trong này nè. Nó sẽ bị giữa nè. Nó là vậy đó. Mình ăn không có ngon. Quá trời ngon rồi nè. Ngon dữ không? Vừa ngon mà làm như nấu hơi trễ cái đói bụng á. Ăn cảm thấy nó ngon hơn đó cái nè. Nó ngon, tăng thêm ngon. Tiêu. Ăn chúng mà phẩm họ ghí cho nó thơm hết tí nè. Để mở nhà bánh canh nha. Cái bánh canh tới thịt luôn cá mẹ nói là cái hồi mẹ ăn ba chén mẹ sẽ phải ăn chén này. Béo cá ngon ha, nó cốt vừa thêm em để bột béo nữa. Béo mà nó thơm, cái bột nó thơm. Ăn mà thêm rồi nè. Trong tô này mình thịt cá nè. Cái bột mình ngon ha. Ừ. Hấp đi con. Hấp đi. Lâu lâu cái nấu là ăn nó ngon ha. Cá lóc mình ngon mấy cục nè. Chị tên Dạ Đồng Nai xuống ghé con Bù Lao chơi đó. Nó rất là thèm bánh canh cá luôn. Nhưng mà khi mà ở trên đó không có cá đồng á. Cái khi mà đi mua cá về nấu á, cái mùi cá nuôi nó hôi á. Thì khi ta nuôi cái hầm nó không được sạch á. Trời, chị nói nấu xong rồi bỏ luôn đâu có ăn được đâu. Nó hôi quá hôi. Mình ở đây có cá đồng nha. Thôi nha. Cá đồng này cũng đi theo chỗ. Nó ở mà cái mương dơ mình ăn cũng hôi nữa. Nhưng mà nước vô nước ra cũng được đó. Ăn lên nó hôi cỏ. Ta mở một chú. Mở một chú. Cái miệng rồi đó. Ăn thêm ơi. Chút xíu. Ta mở cái ngang xài nha. Ngon không? Ngon. Sẵn ngọt nắng ăn chắc chanh ngon. Bữa ăn gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nhà Nguyệt chào cả nhà. 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 Chào cả nhà.